MC Trấn Thành bức xúc trước tình trạng các TikToker vô ý thức đã lấy đoạn phim hẻm cục tập mới nhất các nhỏ đăng tải lên TikTok và trang cá nhân của mình. Trấn Thành chia sẻ anh rất buồn trước hành vi gây ảnh hưởng đến các nhà làm phim này của nhiều bạn trẻ. Trấn Thành viết trên trang cá nhân, hành động ăn cắp bản quyền, chất xám của người khác là một hành động vi phạm pháp luật và gây nhiều tổn thất cho các nhà làm phim. Rất nhiều bạn vẫn ngang nhiên, cố ý chia nhỏ phim ra thành nhiều clip rồi phát trên kênh cá nhân để thu hút người theo dõi. Trấn Thành sẽ làm việc với luật sư, đưa các TikToker này ra pháp luật để chấm dứt tình trạng này. Đây không phải lần đầu Trấn Thành cũng như các văn nghệ sĩ gặp phải tình trạng này. Hy vọng quý vị thương các nhà làm phim và thương Trấn Thành đừng thỏa hiệp với những hành động như thế bằng cách không xem, không share và report tất cả những kênh ăn cắp nội dung và chất xám của người khác.